Hello, xin chào các bạn, lại là Nhân đây. Và ngày hôm nay Nhân lại trở lại với kênh YouTube cùng với một chủ đề rất là được quan tâm, đó là chủ đề về PhD. Thì cái topic mà Nhân muốn thảo luận với các bạn ngày hôm nay đó là ba điều mà chúng ta cần phải chú ý để hạn chế được tối đa những cái rủi ro, những cái tác dụng phụ mà steroid mang lại. Thì trước khi đi vào thảo luận thì Nhân xin nhấn mạnh Nhân không phải là bác sĩ ha. Tất cả những gì mà Nhân chia sẻ là đều là dựa trên kinh nghiệm cũng như là những kiến thức mà Nhân có tìm hiểu được, cộng với những cái thông qua những cái trường hợp mà Nhân đã từng gặp ở khách hàng, bạn bè cũng như là học trò của Nhân. Thì Nhân muốn đem ở đây chia sẻ với mọi người như là những cái bài học để mọi người có thể sử dụng steroid một cách thật sự là có trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây nghĩa là gì? Trách nhiệm với bản thân bạn, trách nhiệm với những người xung quanh bạn. Ví dụ như là bạn là một người có gia đình nè, có những cái mối quan hệ với bạn bè, với lại người yêu, với lại vợ, với chồng của mình ha, thì sử dụng có trách nhiệm nghĩa là sao? Để là những cái việc dùng steroid của mình, cái việc mà phục vụ cho đam mê của mình nó không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ví dụ như là bạn có những cái vấn đề về sức khỏe đi, thì có thể là cha mẹ hay là vợ bạn, con bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Hoặc là khi mà bạn sử dụng steroid thì bạn có những cái tính cách nó bất thường, nó có thể gây hại đến những mối quan hệ với bạn bè, với người yêu của bạn chẳng hạn. Thì đó cũng là những sự ảnh hưởng mà chúng ta cần phải chú ý. Thì làm sao để hạn chế được những cái tác dụng phụ đó? Thì hôm nay Nhân sẽ đi vào chủ đề đó. Chúng ta sẽ có ba cái yếu tố mà Nhân muốn nói đến. Tuy nhiên là do là Nhân cảm thấy là cứ theo mỗi thời gian trôi qua thì cái kiến thức của Nhân nó càng cập nhật hơn. Vì thế là nó sẽ không dừng lại ở ba cái yếu tố này, mà nó sẽ còn có thể là những yếu tố thứ tư, thứ năm, thứ sáu nữa. Nên Nhân sẽ đặt tên cái phần này là phần 1 ha. Và những phần 2, phần 3, phần 4 hy vọng nó sẽ tiếp tục xuất hiện trong những thời gian tới, nếu mà các bạn cho Nhân được nhiều nút like, nhiều nút chia sẻ cũng như là nhiều cái bình luận ha. Ok, thì yếu tố thứ nhất mà bạn cần phải chú ý đó là hãy bắt đầu sử dụng những loại hormone identical, bioidentical hormone, tức là những cái loại hormone mà đã có sẵn trong cơ thể con người. Nói nôm na là như thế này, thì những cái gì mà cơ thể chúng ta đã có sẵn, nó tự sản sinh ra được, thì khi mà các bạn đưa những cái nguồn bên ngoài vào thì cơ thể của bạn sẽ dễ dàng thích nghi, nó sẽ dễ dàng điều chỉnh những cái hormone bên trong, những cái hormone liên quan khác đến cái hormone bạn đưa vào, và nó sẽ hạn chế được tối đa những cái tác dụng phụ mà các bạn gặp phải. Nhưng nói ví dụ đi, đối với nam giới của chúng ta thì cái hormone đại diện cho nam giới có thể gọi là testosterone. Thì đây là cái loại hormone mà cơ thể chúng ta đã quá quen thuộc rồi, nó có sẵn trong cơ thể từ khi các bạn mới sinh ra cho đến các bạn lớn lên, và nó sẽ giảm dần ở độ tuổi 30, 40, thậm chí có những bạn, thậm chí là Nhân có tiếp xúc với những khách hàng mà ở độ tuổi 20 mấy thì cái lượng testosterone của bạn đã khá là sụt giảm rồi. Đó là do lối sống nè, do lối sống ít vận động nè, rồi nhiều stress nè, làm việc quá nhiều nè, không ăn đủ, không dùng đủ vitamin, không cung cấp đủ cho cơ thể những loại vitamin. Rồi có thể là thậm chí là có những bạn đang chơi thể thao, đang tập gym luôn, nhưng mà khi mà xét nghiệm ra thì các bạn lại có cái nồng độ testosterone rất là thấp, tại vì các bạn đang không có đúng một cái vấn đề gì đó về dinh dưỡng nè, rồi các bạn có thể là thiếu ngủ nè, stress nhiều nè, hoặc là các bạn tập luyện quá độ thì cũng dẫn đến là testosterone sụt giảm ha. Thì đối với testosterone thì cơ thể chúng ta đã tự sản sinh ra được rồi. Để biết được nồng độ testosterone của bạn là bao nhiêu thì bạn có thể tham khảo những cái thước đo, chẳng hạn như là Nhân thường đi xét nghiệm máu ở bệnh viện Meditech ha, chuỗi hệ thống bệnh viện Meditech, thì người ta sử dụng cái thước đo đó là, nhưng nhớ không nhầm, là từ 300 mấy đến 800 mấy, gần 900, khoảng 300 đến 900 nanogram trên deciliter. Thì đây là một cái khoảng đơn vị quốc tế, thì nó sẽ khác nhau ở mỗi nước. Ví dụ như Việt Nam nó sẽ là khoảng 300 đến 900, rồi ở một số nước nó có thể là từ 400 đến 1000 hay là 1001 gì đó, thì sẽ tầm vào khoảng đó đơn vị testosterone ha. Thì nó là một cái hormone có sẵn,
Vì thế là khi mà bạn đưa testosterone vào cơ thể, đưa một cái lượng nhiều hơn cái lượng có sẵn trong cơ thể, thì cơ thể chúng ta nó tương đối là quen thuộc với cái hormone này. Và những cái hormone liên quan đến testosterone có thể dẫn đến là gì? Nó có thể là estrogen nè, nó có thể là progesterone nè, nó có thể là prolactin nè, rồi tuyến giáp nè, rồi những cái chỉ số về gan, về thận, về tim, nó đều liên quan đến testosterone, lượng testosterone mà bạn đưa vào cơ thể cả. Ví dụ như khi mà bạn đưa một cái lượng testosterone quá lớn vào cơ thể thì cơ thể sẽ có những cái tác dụng phụ có thể xảy ra, đó là các bạn tích nước nè, các bạn tăng huyết áp nè, tăng huyết áp thì nó có thể ảnh hưởng đến thận. Trước mắt là huyết áp là bạn sẽ cảm thấy khó thở nè, thở rất là mệt, và các bạn cảm thấy là cái sức khỏe, cái thể lực của bạn, cái thể lực, cái sức khỏe cardio của bạn rất là nó sẽ kém đi, như là các bạn sẽ thấy khó khăn hơn trong việc các bạn cardio. Ví dụ chẳng hạn như Nhân bây giờ đi là Nhân khoảng 100 kg, thì tất nhiên nếu mà so với Nhân ở phiên bản 70 kg thì Nhân ở phiên bản 70 kg nó khỏe về sức bền, về thể lực hơn rất là nhiều. Ngày xưa Nhân nhớ là Nhân có thể chạy liên tục trên máy cardio một tiếng rưỡi, mà chạy kiểu HIIT, tức là chạy rất là nhanh sau đó chậm, rất là nhanh sau đó chậm. Nhưng mà bây giờ là có thể là 100 kg thì cái việc đó nó sẽ khó hơn rất rất là nhiều ha. Bây giờ chỉ cần chạy trên máy với tốc độ 7 chấm thôi, đối với Nhân nó là một cái sự khó khăn rồi. Và những người khác nhìn thấy Nhân mà chạy với tốc độ 7 chấm thì họ thấy là ồ, là kinh khủng, vì một cái xác 100 kg mà chạy với cái tốc độ như thế thì đã thấy rất là lạ rồi. Thì đó là những cái tác dụng phụ mà testosterone có thể mang lại. Tuy nhiên là nó sẽ ở một cái mức độ thấp hơn khi mà bạn dùng những cái loại hormone mà cơ thể chưa từng được biết đến. Chẳng hạn như Nhân nói đó là nếu bạn đưa trenbolone hay là những cái loại testosterone mới mà nhiều người rất là muốn thử, như là trestolone hay là ment hay là halotestin hay là superdrone chẳng hạn, nó là những cái chất mới mà cơ thể chưa từng được làm quen, thì các bạn đưa vào cơ thể, thì khi các bạn đưa vào cơ thể chúng ta thì cái gọi là cái rủi ro mà các bạn gặp phải nó sẽ cao hơn là testosterone ha, nếu mà so cùng cái là hàm lượng. Ví dụ như bạn đi 500 mg testosterone, bạn so sánh với lại 500 mg trenbolone, thì tất nhiên là 500 mg testosterone nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với 500 mg trenbolone, và cũng đồng thời thì cái tác dụng mà nó mang lại cho bạn nó cũng không có nhiều được như 500 mg trenbolone. Tuy nhiên an toàn là trên hết ha. Chúng ta sẽ muốn một cái quá trình dài liên tục hơn là một cái quá trình thật là nhanh ở trước mắt, tuy nhiên là nó sẽ không có đường dài ha. Thì các bạn sẽ không muốn là bây giờ các bạn sẽ thiệt là đẹp, thiệt là to trong vòng 3 tháng, tuy nhiên là 1 năm sau, 2 năm sau thì các bạn trở lại cái hình dáng ban đầu của các bạn, vì chúng ta không thể tiếp tục được nữa, vì chúng ta không thể gọi là chịu đựng được những cái tác dụng phụ mà cái chất đó mang lại, cái steroid đó mang lại ha. Vậy thì ngoài testosterone thì còn những cái chất gì nữa mà chúng ta có thể bắt đầu? Đối với những bạn mới, thậm chí là đến bây giờ Nhân vẫn ưu tiên những cái loại hormone mà khoa học đã có những cái nghiên cứu trên những cái chất đó dùng để ứng dụng để cho gọi là chữa bệnh cho người và vẫn còn có giá trị sinh học. Ví dụ như nói là ngoài testosterone thì chúng ta sẽ có nandrolone nè. Nandrolone cũng là một cái hormone mà có sẵn trong cơ thể con người. Ngoài ra thì chúng ta có primobolan, thì đây là một cái compound được sử dụng để chữa bệnh bị cho những người bị mất cơ này, những người bị HIV này, những người mà bị thiếu máu, bị bệnh thiếu máu ha, bị bệnh thiếu cơ bắp, mất cơ bắp, khi mà họ bị những cái bệnh lý về bên trong mà làm cho cơ bắp bị mất dần thì họ sẽ được kê sử dụng primobolan. Thì đây cũng là một cái hormone được sử dụng cho mục đích y tế. Nó đã có rất là nhiều cái nghiên cứu lên con người để có thể gọi là đánh giá được những cái tác dụng phụ của nó, và chúng ta hoàn toàn có thể dựa trên những cái nghiên cứu khoa học đó mà chúng ta ứng dụng lên cho cái việc là chúng ta sử dụng một cái liều cao hơn để mà dùng cho mục đích bodybuilding. Thì khi mà các bạn đã có những cái dữ liệu khoa học rồi thì bạn sẽ dễ dàng kiểm soát được tác dụng phụ của nó hơn. Chúng ta đã biết trước rồi mà, dễ dàng kiểm soát hơn và có những cái biện pháp để mà chúng ta phòng ngừa hơn. Ví dụ như primobolan, nhiều người cho nó là một cái hormone rất là yếu và thậm chí là sẽ dùng cho nữ,
Tuy nhiên là nếu bạn biết cách sử dụng nó, bạn dùng nó tương ứng với một cái chế độ ăn hợp lý, một cách luyện tập hợp lý, thật sự là gọi là chúng ta bỏ công bỏ sức ra chúng ta ăn hoặc chúng ta tập ha, thì cái kết quả mà Primal Balance mang lại nó sẽ rất là lớn. Đó là trải nghiệm của Nhân trong cái khoảng thời gian khoảng 3 tháng cái mùa off season vừa rồi. Nhân tăng được khoảng 3-4 kg cơ nạc trong vòng khoảng 3 tháng. Thì nói ở đây là 3-4 kg cơ nạc, tuy nhiên là nghe thì nó không có nhiều, tuy nhiên là đó là một cái quá trình nó rất là, nhưng cảm thấy rất là hài lòng, tại vì 3-4 kg cơ thật chứ nó không phải là 3-4 kg nước. Khi mà chúng đó là khi mà Nhân sử dụng một cái lượng hormone đều đặn tương đối thấp trong khoảng thời gian 3-4 tháng, và cái lượng ký nó sẽ tăng rất là chậm, rất là chậm, nhưng track mỗi tuần, có tuần nó lên nửa ký, có tuần nó lên vài lạng, có tuần nó không lên, và sau 3-4 tháng thì cái lượng ký Nhân lên là bao nhiêu đó, thì cảm thấy rất là hài lòng với cái kết quả mà Nhân mang lại ha. Thì Primo Bolin nè, rồi thậm chí là Anava, rồi chúng ta lại có HGH, đó là HGH là hormone sinh trưởng, đó là Nhân đã có một vài cái video về HGH rồi. Rồi chúng ta sẽ có insulin. Tuy nhiên là insulin thì Nhân thì Nhân chưa có kinh nghiệm nhiều về insulin, nhưng không có và tự tin để chia sẻ các bạn về insulin. Khi nào mà Nhân gọi là bản thân Nhân tự Nhân trải nghiệm rồi, Nhân được hướng dẫn sử dụng rồi, thật sự là khi mà Nhân 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 được sử dụng thì lúc đó Nhân cũng sẽ tìm một cái người mà có khả năng, có tầm trong cái lĩnh vực đó để mà nhờ người đó hướng dẫn ha, chứ Nhân cũng không không tự tin để mà tự sử dụng một cái loại chất mới một với kiến thức mà mình tự tìm hiểu được. Tại vì gọi là kiến thức gọi là trên trên mặt giấy tờ, trên mặt chữ nghĩa thì nó khác, nhưng mà về lý thuyết thì nó khác, nhưng mà thực tế nó sẽ rất khác rất là nhiều. Khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề thì chúng ta cần một cái người đủ tỉnh táo và kiến thức để mà xử lý được cái vấn đề của chúng ta. Insulin, HGH, Primobolan, Anava, Testosterone, ha, đó là những cái hormone mà đã có sẵn tự sinh ra trong cơ thể của người. Nhiều người thì cho là insulin là cái gì đó rất là nguy hiểm, nhưng mà đó là do chúng ta chưa hiểu hết, nhưng đánh giá là do là những người đó họ chưa hiểu hết cái cách sử dụng, họ chỉ sử dụng bằng cách là họ nghe người này chỉ lại, người kia chỉ lại, nhưng mà họ chưa hiểu được hết cái gọi là cái nguyên lý, những cái nguyên lý mà chúng ta cần hiểu về đường huyết, về về carbohydrate nè, về các thứ ha. Thì khi mà chúng ta hiểu rồi, chúng ta sẽ sử dụng hoàn toàn rất là an toàn, với tất nhiên là với cái liều lượng vừa phải ha. Ok, thì đó là kết thúc ý thứ nhất, nên sử dụng những cái bioavailable hormone, testosterone nè, Primobolan nè, Anava nè, HGH nè, rồi insulin ha. Nandrolone cũng cũng có thể coi là một cái compound khá là an toàn, nếu mà chúng ta gọi là, tất nhiên là cũng phải có sự trải nghiệm nữa. Một số người thì khi mà họ dùng Nandrolone thì họ không chịu đựng được cái tác dụng phụ mà nó mang lại, chẳng hạn như là cái sự estrogen, cái sự boost estrogen của Decadurabolin nó rất là mạnh ha, các gốc nandrolone thì nó rất là mạnh, và cái hiện tượng gyno hay là chúng ta bị rối loạn cương dương nó sẽ xảy ra rất là dễ dàng khi mà các bạn sử dụng Deca ha, ở một số người. Vì thế là rồi mụn nữa nên Deca cũng là một cái compound mà cũng theo Nhân thì Nhân có những cái trải nghiệm rất là tốt với Deca, tuy nhiên là có một số người thì họ không chịu đựng được cái compound này. Ok, yếu tố thứ hai mà Nhân muốn nói đến đó là bạn hãy ưu tiên sử dụng những chất có bán rã dài hơn là những chất có bán rã ngắn. Bán rã dài, bán rã ngắn là sao? Tức là khi mà một cái thời gian bán rã của một chất nó dài, ví dụ như nó là testosterone đi, thì chúng ta sẽ có testosterone Y, test E, test B, test C. Thì test E với test C là những cái loại test có bán rã dài, và test B là những loại test có bán rã ngắn. Dài thì ở đây nó sẽ có tầm khoảng là từ 7 đến 9 ngày đối với test Y và test C, và test B thì thời gian bán rã của nó, nhưng nhớ đó là khoảng 3 ngày ha. Thì tại sao chúng ta lại ưu tiên bán rã dài hơn? Tức là bán rã dài thì nó sẽ cần một cái khoảng thời gian dài hơn để nó có thể đạt được cái đỉnh hormone đó ở trong cơ thể chúng ta. Ví dụ như test Y thì nó sẽ đạt đỉnh vào khoảng 4 tuần. Từ 3 đến 4 tuần thì cái hormone nó sẽ đạt đỉnh. Đối với test B thì nó sẽ nhanh hơn. Bạn dùng buổi sáng ngày hôm nay là ngày mai bạn đã cảm nhận được
cái testosterone ở trong người rồi. Còn đối với thích y thì có lẽ là sau một tuần thì bạn mới thấy cơ thể bắt đầu có một cái sự khác biệt gì đó, nhưng mà nó sẽ không rõ ràng như test B. Thì nhưng nói điều này là vì sao? Tại vì những cái bạn mới thì những bạn này thường là những cái người họ rất là thiếu kiên nhẫn và họ sẽ muốn một cái gì đó liền, ngay lập tức. Anh ơi, bây giờ 3 tháng nữa là tới hè rồi, bây giờ em muốn siết đẹp, chuẩn bị Tết rồi, chẳng hạn như vừa Tết gì rồi. Anh ơi, bây giờ là tháng 11 rồi, sắp Tết tới nơi rồi, bây giờ em muốn đẹp liền thì em dùng test bi được không? Thì khi mà nhân hướng dẫn cho bạn nó dùng test y thì sau một khoảng 1-2 tháng gì đó, thì một tuần 2 tuần gì đó, thì bạn nó chưa thấy gì hết. Và bạn nó bắt đầu vội và bạn nó nói em nghe bạn em là xài test bi nó sẽ nhanh khô hơn, nó sẽ to nhanh hơn, nó sẽ ít tích nước hơn, nó sẽ đẹp nhanh hơn. Thì có phải điều đó không anh? Bây giờ em xài test bi được không? Thì thật ra nó không phải điều đó. Test nào thì nó cũng là test, chẳng qua là cái thời gian mà nó kích lên được cái đỉnh cái hóc môn đó trong cơ thể bạn thôi. Và tại sao chúng ta lại dùng test có bán rải dài thì nó sẽ ít tác dụng phụ hơn? Bởi vì khi mà bạn thấy như vậy, tức là đối với một cái chất bán rải dài đi, thì cái biểu đồ cái hóc môn trong trong cơ thể bạn nó sẽ là nó sẽ tăng dần. Ví dụ như nó đỉnh ở đây thì để từ góc này lên tới đỉnh, từ góc không lên tới đỉnh thì nó sẽ cần khoảng một, nó ví dụ là khoảng một thời gian là khoảng 4 tuần để đạt đỉnh được ở cái nhiêu đây, đúng không? Tuy nhiên là đối với những cái test bán rã ngắn thì để đạt đỉnh được nó sẽ cần một thời gian ngắn hơn, đó là chỉ cần khoảng một tuần mà thôi là đạt đến tới đỉnh rồi, đúng không? Thì khi mà cái thời gian cái hóc môn của bạn nó tăng chuyển biến một cách đột ngột thì lúc đó cơ thể như chúng ta nhân viên nói là khi bạn đưa một cái hóc môn gì đó vào người, một cái hóc môn mới hoặc là một cái hóc môn cũ như là testosterone mà bạn đưa một cái lượng quá nhiều vào cơ thể, thì cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu điều chỉnh những cái hóc môn khác, những cái hóc môn liên quan trực tiếp ở đây đó là estrogen nè, prolactin nè, progesterone nè, rồi SHBG nè, free testosterone nè. Thì những cái hóc môn kia nó sẽ biến thiên theo testosterone. Và khi mà có một sự chuyển biến đột ngột ở lượng testosterone khi mà bạn dùng testosterone bán rã ngắn, thì cơ thể những cái hóc môn kia nó phải chuyển biến liên tục. Và khi mà bạn mới bắt đầu vào, bạn dùng test bi đi, thì cái lượng hóc môn nó sẽ vọt lên rất là nhanh. Thì lúc này những cái hóc môn kia nó phải thay đổi theo. Và do là cơ thể chúng ta chưa kịp điều chỉnh thì những cái tác dụng phụ nó có thể đến rất là nhanh. Và biểu hiện thường thấy nhất đó là mụn. Ha, mụn test thì nếu mà test mà đối với những bạn mà mới sử dụng BD lần đầu thì những cái tác dụng phụ các bạn thường gặp, các bạn chưa kinh nghiệm, đó sẽ là mụn nè. Rồi các bạn sẽ bị gì? Tăng cân quá nhanh. Và đa số những cân nặng này là nước chứ không phải là cơ. Chúng ta có một cái tốc độ phát triển cơ nhất định và không phải là cứ tăng 4kg khi mà bạn xài testosterone thì đó là 4kg cơ hoàn toàn ha. Nó sẽ có một cái lượng nước trong đó, một cái lượng glycogen trong đó nữa. Và chúng ta sẽ rất là dễ gặp phải những cái tác dụng phụ khi mà chúng ta sử dụng testosterone bán rã ngắn. Tương tự khi mà nói về nandrolone thì chúng ta có NPP là một cái loại nandrolone phenin propionate. Nó là một cái nandrolone bán rã ngắn thì nó sẽ rất là nhiều, nó mang lại rất là nhiều rủi ro so với khi các bạn dùng decadurabolin ha. Đó là một cái nandrolone bán rã dài, nó có thời gian bán rã từ 14-16 ngày so với lại NPP thì thời gian bán rã ngắn hơn, nhưng quên mất bao nhiêu ngày rồi. Thì chẳng hạn như đó là Tren A Tren A là một cái chất rất là thường dùng khi mà các bạn dùng để cutting cho những cái mùa thi, những cuộc thi, và thậm chí là có những người không thi nhưng họ vẫn sử dụng Trenbolone và rất là thích sử dụng Tren A tại vì nó cực kỳ nhanh và cực kỳ mạnh, vừa nhanh vừa mạnh nữa. Nó giống như là vị thần steroid gì đó, nó là một cái gọi là đỉnh cao của steroid rồi. Và Tren là một cái thứ gì đó mà nhưng không khuyên các bạn sử dụng đâu ha. Và thậm chí là Gen A và Gen E thì Gen A nó có bán rã nhanh và nó sẽ vào cơ thể rất là nhanh và nó sẽ gây ra những cái tác dụng phụ rất là nhanh. Tuy nhiên là ngược lại là Gen E thì sao? Gen E thì nó sẽ có cái thời gian bán rã chậm hơn và nó sẽ vào cơ thể bạn từ từ và cơ thể bạn sẽ dễ dàng có những cái sự điều chỉnh trong cơ thể hơn để mà gọi là thích nghi với cái hóc môn mới mà bạn đưa vào ha. Nandrolone nè,
testosterone này, rồi trenbolone này, đó là những cái loại mà những cái loại hormone mà có cả hai bán rã ngắn và bán rã dài, và chúng ta nên ưu tiên sử dụng những cái loại bán rã dài, nó sẽ gọi là dễ dàng cho cơ thể thích nghi hơn với những cái loại đó ha. Thứ ba, yếu tố thứ ba mà Nhân muốn nói đến để mà các bạn có thể hạn chế được tác dụng phụ của steroid, đó chính là hãy đảm bảo cái lượng micronutrient. Thì micronutrient ở đây là, có nghĩa là gì? Có nghĩa là vitamin và khoáng ha, cả chất xơ nữa, cả những cái loại lợi khuẩn nữa, thì nó đều gọi chung là micronutrient hết. Thì có những bạn là thấy là, thật ra là những bạn đó là những bạn mà Nhân thường Nhân không có bán steroid cho những bạn đó, và Nhân cũng từ chối cốt những bạn đó nếu mà Nhân biết là những bạn đó chưa sẵn sàng về mặt tài chính. Tức là mấy bạn nói là, nghe nói là các bạn chỉ cái định hình trong đầu là một cái cycle steroid, khi mà anh Nhân anh báo giá là có 8 triệu thôi, thì 8 triệu 3 tháng 4 tháng rẻ quá, bao gồm trị liệu luôn 8 triệu thôi, thì số tiền nó nhỏ quá, không đáng kể đối với mình, thì mình có thể gọi là mình có thể lo được, có thể chơi được. Tuy nhiên là cái những cái gì phát sinh trong vòng 8 triệu đó thì bạn không có nghĩ tới. Chẳng hạn như là khi mà các bạn đi một cái cycle thì các bạn sẽ cần những cái vitamin tối thiểu gì, phải đảm bảo những cái lượng những cái lượng vi chất tối thiểu gì cho cơ thể để mà cơ thể có thể hoạt động bình thường, hoạt động hiệu quả, cũng như là tận dụng hết được cái lượng thuốc mà các bạn đưa vào. Những cái Nhân thì Nhân sẽ đối với những bạn mà không có điều kiện kinh tế thì Nhân sẽ ưu tiên như bạn đó sử dụng những loại vitamin để bảo vệ sức khỏe trước cái đã. Vậy thì những cái loại vitamin nào thiết yếu, nào cần dùng để bảo vệ sức khỏe, thì trước tiên nó phải kể đến là chúng ta có là omega 3 này, có multivitamin này, chúng ta có magnesium này, bảo vệ gan là tutca chẳng hạn, NAC, N-acetin, cysteine ha, NAC. Đó là những cái vitamin, những cái khoáng chất đầu tiên mà Nhân yêu cầu các bạn phải có. Và đối với những bạn mà không có điều kiện ăn rau nhiều, các bạn không có thời gian ăn uống chuẩn bị rau xanh các thứ bổ sung chất xơ, thì các bạn bắt buộc phải bổ sung thêm chất xơ, tại vì nó có rất 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 nhiều cái yếu tố hỗ trợ cho cơ thể bạn về mặt tiêu hóa nè, hấp thụ nè, hạn chế được huyết áp nè, nó có thể giảm tác dụng lên thận nè, rồi cải thiện về lipid nè, rất 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 là nhiều cái mặt tốt của fiber mà các bạn cần phải bổ sung. Vì thế là luôn luôn, dù là các bạn có dùng BID không, thì một cái lời khuyên luôn luôn các bạn là phải ăn rau, nhiều rau, và nếu không ăn được thì phải bổ sung bằng cách là sử dụng thực phẩm bổ sung ha. Omega làm gì? Omega thì đối với người thường thì đã cần omega rồi, và đối với người sử dụng BID thì omega lại càng cần nhiều hơn. Nói về tác dụng thì rất là nhiều, nhưng mà như muốn nói là nó bảo vệ tim mạch cho bạn nè, sẽ hỗ trợ, nó là một loại chất béo, tuy nhiên là chất béo tốt, và nó có khả năng là nó sẽ tăng được cái HDL của bạn là cái cholesterol tốt, và nó giảm được cái hàm lượng LDL của bạn đó là cholesterol xấu. Ngoài ra thì omega 3 nó là một cái chất chống viêm cực mạnh. Thì tại sao chúng ta lại cần những chất chống viêm? Tại vì khi mà chúng ta sử dụng steroid, sử dụng BD, thì đó là những chất có khả năng oxy hóa rất là cao, và ngược lại chúng ta cần sử dụng những cái loại chất chống oxy hóa thật là mạnh để chống lại những cái gọi là những cái gốc tự do trong cơ thể, chúng ta sẽ bị lão hóa, chúng ta sẽ bị gọi là những cái mầm bệnh nó sẽ phát triển từ bên trong. Thì những cái chất chống oxy hóa, những cái chất chống viêm như là omega 3, như là vitamin C, như là curcumin cũng là một cái chất chống viêm, rất là chất chống viêm, chống oxy hóa rất là hữu hiệu, astaxanthin ha. Tuy nhiên là nếu mà ưu tiên hàng đầu thì Dung Nhân sẽ kể đến là omega 3. Rồi vitamin thì vitamin tổng hợp đó là cái bức tường đầu tiên mà chúng ta mà Nhân nhắc đến, tại vì nó sẽ có đầy đủ các loại vitamin hết, vitamin E, vitamin C, vitamin D, vitamin B, vitamin A, tất tần tật các loại vitamin và khoáng chất với một cái hàm lượng rất nhỏ ở mỗi loại vitamin, thì nó sẽ cung cấp một cái lượng gọi là, nhưng gọi là tương đối chấp nhận được, ở cái mức là cơ bản thôi. Tuy nhiên là đối với những cái loại vitamin đặc biệt mà các bạn cần phải lưu ý nè, như là vitamin D nè, và sẽ tùy vô từng cái loại
khi đi mà các bạn đưa vào người mà các bạn sẽ có những cái nhu cầu về vitamin khác nhau. Ví dụ như những bạn mà sử dụng steroid thường xuyên, các bạn có hay dùng Glen nè, các bạn có dùng HGH nè, thì nhân sẽ khuyên các bạn sử dụng thêm vitamin B để cái gọi là cái chuyển hóa năng lượng các bạn nó được hiệu quả nè. Rồi chẳng hạn như là đối với những bạn mà dùng những cái chất như là DECA, Nandrolone thì nhân sẽ khuyên dùng thêm vitamin E chẳng hạn. Rồi vitamin C cũng là một loại vitamin cần thiết ha. Đó là những cái loại, đó là những cái loại vitamin mà các bạn phải gọi là gần như là bắt buộc phải bổ sung. Magnesium đó là một trong, đó là một cái khoáng chất mà đóng góp vai trò là trong 300 cái hoạt động sinh hóa trong cơ thể ha, về thần kinh nè, về cơ bắp nè, về bài tiết nè, về tiêu hóa nè. Tất cả cái gì trong cơ thể chúng ta đều liên quan đến magnesium cả. Bởi vậy mà khi mà các bạn chơi thể thao thì các bạn ra mồ hôi rất là nhiều, cộng với một cái thời tiết khá là nóng như ở Việt Nam thì chúng ta bài tiết mồ hôi nó sẽ nhiều hơn, thì cái sự bài tiết magnesium nó sẽ cao hơn bình thường. Vì thế là cái việc bổ sung magnesium là hết sức cần thiết. Thì cần bổ sung bao nhiêu? Theo nhân là từ 800 đến 1200mg magnesium mỗi ngày ha. Bổ sung nha, bổ sung thêm chứ không phải là tổng lượng 800 đến 1200mg mỗi ngày. Thì ok, thì đó là tóm gọn những cái loại khoáng chất mà cần bổ sung khi mà các bạn có ý định sử dụng BED ha. Đừng bao giờ nghĩ ngắn, nghĩ quẩn, nghĩ đoạn là steroid. Khi bạn sử dụng steroid là bạn chỉ mua steroid thôi mà bạn không mua những thứ khác. Nó còn rất rất là nhiều cái loại thuốc khác mà các bạn phải mua thêm, các bạn phải dùng chung, các bạn phải tốn tiền, các bạn phải dự trù trước. Như nói ví dụ như mà sau khi bạn sử dụng steroid một thời gian dài rồi mà bắt đầu cơ thể các bạn nó sẽ có cái lipid profile các bạn sẽ xấu dần. Lipid profile là gì? Ở đây chúng ta sẽ có HDL nè, chúng ta sẽ có LDL nè, chúng ta sẽ có triglyceride nè. Thì cái HDL là cái cholesterol tốt đúng không? Nó sẽ thấp dần, và cái LDL là cái cholesterol xấu, nó sẽ tăng dần lên. Thì làm sao để chúng ta có thể gọi là hỗ trợ được việc này? Tuy nhiên nói đó là fiber nè, đó là omega 3. Tuy nhiên là nếu mà omega 3 với fiber nó không đủ thì sao ha? Thì ngoài những cái thói quen các bạn phải bảo đảm trong cái việc tập luyện hàng ngày, đó là gì? Cardio ha, các bạn phải cardio, quan tâm sức khỏe tim mạch của mình, ăn fat tốt nhiều. Ví dụ như là các bạn phải bổ sung hạt chia chẳng hạn, các bạn phải ăn cá hồi chẳng hạn, các bạn sẽ ăn bơ chẳng hạn, các bạn sẽ ăn các loại hạt chẳng hạn. Thì khi mà những cái biện pháp phòng vệ đầu tiên đó nó không có hiệu quả nữa, nó không hiệu lực nữa, thì chúng ta phải có những cái biện pháp thứ hai, đó là các bạn sử dụng bergamot citrus ha. Bergamot citrus thì đây là một cái vi chất đang rất là hot trong cái thời gian gần đây. Nó sẽ cải thiện cái HDL và LDL các bạn khá là nhiều, nhưng mà đó chỉ là đối với những bạn mà sử dụng những cái chất tương đối là nhẹ. Ví dụ như là bạn sử dụng testosterone rồi primobolan, hay là bạn sử dụng testosterone là primobolan, hay là bonenol nó là EQ ha. Đó, bạn sử dụng anava chẳng hạn, thì những cái chất này chúng ta có thể giải quyết bằng cách là chúng ta sử dụng bergamot citrus hàng ngày, 500mg một sáng, 500mg một tối. Rồi ví dụ như mà dùng rồi, làm theo những biện pháp trên rồi mà vẫn không kiểm soát được HDL và LDL, cái lipid profile nó vẫn có cái chiều hướng xấu thì sao? Thì biện pháp thứ hai chúng ta sẽ nghĩ đến, đó là red yeast rice ha. Thì cái loại súp này thật là nhưng thấy ở Việt Nam chưa có ai bán, và sắp tới thời gian tới thì Bowden Store sẽ có phân phối cái sản phẩm súp này ha. Thì đó là một cái bức tường phòng vệ thứ hai, nhưng có thể tạm gọi đó là cấp độ 2, level 2 ha. Red yeast rice, không biết anh chọn đúng không nữa, nhưng sẽ để hình cái lọ đó ở đây cho bạn xem ha. Rồi ok, đó là bức tường phòng vệ thứ hai. Thì nhưng red yeast rice thì nó không có khả năng nó không có khả năng làm tăng HDL, mà nó có lại nó ngược lại thì nó có khả năng làm giảm LDL ha. LDL thì nó cũng sẽ cải thiện phần nào cái lipid profile của bạn. Rồi sau đó ví dụ như mà
cái Registrar nó vẫn không đủ để mà bảo vệ bạn, vẫn không đủ để bảo vệ bạn nữa thì sao? Thì chúng ta lại có những biện pháp khác nữa như là Ezetimibe, nhưng mới mù một bịch rồi. Đây, chẳng hạn như chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc này ha. Đây là một cái loại thuốc để hỗ trợ tim mạch, Ezetimibe. Đây ha các bạn ha. Đó. Thì nó sẽ còn rất là nhiều trường hợp khác nữa. Ví dụ như mà khi mà bạn sử dụng lâu lâu rồi mà cái lipid profile của bạn nó vẫn không được cải thiện nữa thì sao? Thì nó sẽ là có những cái biện pháp BCD khác nữa. Sẽ tùy vào từng người ha, tùy vào thể trạng, sức khỏe và tùy vào cái lượng chất của các bạn. Có thể là nhân sẽ đưa ra những cái lời khuyên cho bạn là bạn sẽ đổi từ chất này sang chất khác. Mà bạn nếu bạn cái chất này nó đem lại quá nhiều cái tác dụng phụ cho bạn thì bạn sẽ chuyển qua một chất khác, hoặc là bạn dùng nó với một cái lượng thấp hơn. Thay vào đó chúng ta thay thế bằng một số chất khác cũng có tác dụng tương tự nhưng lại không có những cái tác dụng phụ như là cái chất này ha. Đó thì nó sẽ có rất là nhiều cái hướng để mà chúng ta có thể khống chế được cái tác dụng phụ của cái steroid đó. Đây là vấn đề rồi là kinh nghiệm xử lý thôi. Rồi ok, thì kết thúc cái video đầu tiên là ba cái yếu tố mà Nhân muốn các bạn chú ý khi mà các bạn sử dụng steroid để có thể hạn chế tối đa những cái tác dụng phụ mà chúng ta gặp phải. Thì hy vọng là Nhân sẽ cho ra cái phần 2 ở trong thời gian sớm nhất ha. Tạm thời thì ngay lúc này thì Nhân đã nghĩ ra được cái gọi là yếu tố thứ tư hay là thứ năm gì rồi, nhưng mà Nhân sẽ gom lại, Nhân sẽ suy nghĩ đủ được ba cái nữa và Nhân sẽ bắt đầu làm cái video thứ hai các bạn ha. Thì hy vọng là các bạn sẽ thích video này và cảm thấy nó hữu ích. Nếu mà thấy hữu ích thì hãy cho Nhân một like cũng như là comment để có thể gọi là lan tỏa cái nội dung này đến nhiều người hơn nữa, để mà chúng ta có một cái cộng đồng sử dụng đi một cách trách nhiệm hơn và gọi là hợp lý hơn các bạn ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.